Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mang đến cho mọi người một bộ phim Ấn Độ hồi hộp đến giây phút cuối cùng. Bộ phim Chàng Mù Số Nhỏ. Akash là một nghệ sĩ piano bị mù. Một buổi sáng nọ, anh bị Sophie đi xe máy đâm vào. Để xin lỗi, Sophie đưa Akash đến nhà hàng của mình. Hai người uống cà phê và nói chuyện. Biết được Akash là một nghệ sĩ piano, Sophie rất phấn khích. Nhà hàng của cô đang cần một nghệ sĩ piano. Tiếng đàn của Akash khiến cha của Sophie, cũng là ông chủ của nhà hàng, rất hài lòng. Cứ như vậy, Akash trở thành một nghệ sĩ piano tại nhà hàng Sophie. Mỗi ngày, anh được Sophie đưa đón đến nhà hàng biểu diễn. Akash tháo kính áp tròng của mình ra đeo hờ. Hóa ra, Akash không phải là một người mù. Ban đầu anh chỉ giả mù để tập trung sáng tạo. Sau đó phát hiện ra rằng, giả vờ mù có thể nhận được sự đồng cảm của tất cả mọi người. Thậm chí có thể nhận được nhiều tiền bo hơn. Cho nên liền quyết định giả mù hoàn toàn. Kính áp tròng của anh được làm rất đặc biệt. Nó làm cho đôi mắt của anh trông giống như người mù. Cảm thấy rằng kỹ thuật giả vờ mù của mình đã thành thạo, Akash đã không đeo kính áp tròng. Akash đánh đàn rất hay, việc kinh doanh của nhà hàng ngày càng tốt hơn. Sau một thời gian dài tiếp xúc, tình cảm của Sophie và Akash nhanh chóng nóng tăng lên. Vào một giờ đêm mưa, sau vài ly rượu vang, hai người đã có một giờ đêm cuồng nhiệt. Kể từ đó, họ chính thức trở thành người yêu của nhau. Pramod là khách thường xuyên ở nhà hàng. Ông ấy đã bị tiếng đàn của Akash thuyết phục nên đã đặc biệt mời Akash đến biểu diễn tại nhà vào ngày hôm sau. Bởi vì ngày hôm sau là ngày kỷ niệm ngày cưới của ông và vợ. Pramod là một cựu siêu sao, kết hôn với người vợ ngọt ngào hiện tại Simi. Để tạo bất ngờ cho vợ, ông ta còn cố ý nói ngày hôm sau phải ra ngoài có việc. Vì vậy, không thể cùng Simi tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới. Simi giả vờ tức giận, trong lòng vui vẻ như nở hoa. Ngày hôm sau, Akash đúng giờ đến gõ cửa nhà Pramod. Simi rõ ràng không muốn Akash vào nhà, nhưng đã nhận tiền, Akash có chút nghiêm túc. Hơn nữa, bà lão hàng xóm nhìn thấy bọn họ giằng co ở cửa thì đứng hóng. Simi đành để cho Akash vào nhà. Sau đó, Akash bắt đầu chơi đàn. Nhưng lúc này, anh vô tình nhìn thấy một đôi chân lộ ra ở góc phòng. Rõ ràng là một người đàn ông nằm trên vũng máu. Để che đậy sự hoảng sợ của mình, anh ta đã nói dối là muốn đi vệ sinh. Cứ như vậy, Akash được Simi dìu qua thi thể, bước trên vũng máu vào phòng tắm. Quay đầu lại, anh lại phát hiện trong nhà vệ sinh có một người đàn ông cầm súng lục. Akash chỉ có thể giả vờ giải quyết vấn đề. Sau đó anh đi ra ngoài, cố gắng bình tĩnh tiếp tục đánh đàn. Hóa ra, Pramod nói ra ngoài bàn chuyện làm ăn, chỉ để tạo cho Simi một bất ngờ. Ai ngờ Simi tin là thật, gọi Mano hàng sát cách đến, cho Pramod một bất ngờ hơn, một chiếc mũ tuần lộc tuyệt vời. Manoha dùng súng bắn chết Pramod, nhưng còn chưa kịp thu dọn, Akash đã tới cửa. Sau khi xác nhận rằng Akash không thể nhìn thấy gì cả, trong tiếng đàn piano, Simi và Manoha thu dọn xác của Pramod, cho vào vali rồi đưa ra ngoài. Còn không quên tháo những có giá trị của Pramod. Bọn chúng còn bật máy ghi âm giọng của Pramod, giả vờ gọi điện thoại để nói chuyện với Akash. Sau đó Akash kiếm cớ rời đi, cầm cây gậy chỉ đường và thoát khỏi đó. Sau khi ra khỏi đó, Akash đến đồn cảnh sát để báo án. Khi anh đang định nói rằng mình đã chứng kiến một vụ giết người, ngẩng đầu lên nhìn, đội trưởng đội cảnh sát chính là Manoha. Akash mới nói được một nửa, liền nghẹn lại. Thay vào đó, anh nói con mèo của mình có thể đã bị hàng xóm giết. Manoha mượn cớ điều tra để đưa Akash về nhà, sau đó tháo kính râm của Akash ra, tinh tế quan sát. Đột nhiên hắn ta ném ra một con dao vượt hoa quả về phía anh. Akash có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, không có để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Manoha thấy vậy, hài lòng mà rời đi. Ngày hôm sau, thi thể của Pramod được tìm thấy, cảnh sát lập tức mở cuộc điều tra. Con gái của Simi và Pramod đã được gọi đến đồn cảnh sát. Simi nói rằng hôm đó, Pramod đã mang theo 10 triệu đô la để bàn chuyện làm ăn, nhưng không thấy quay về. Akash cũng được gọi đến đồn cảnh sát. Đột nhiên Akash đứng dậy, chỉ vào Manoha cùng Simi phía đối diện, nói Pramod chính là hai người bọn họ đã giết và bỏ xác vào vali phi tang. Nhưng đáng tiếc, đây chỉ là cuộc đấu tranh nội tâm của Akash mà thôi. Cuối cùng, Akash vẫn ngoan ngoãn ký tên vào biên bản của cảnh sát. Tại tang lễ của Pramod, Akash chơi một bài hát yêu thích của ông ấy khi còn sống. Con gái của Pramod nói rằng muốn nhờ Akash dạy cho mình bài hát này vào một ngày nào đó. Bà già nhà hàng xóm đối diện nói với cảnh sát, bà tận mắt chứng kiến một người đàn ông bước vào nhà Simi. Sau đó, Pramod trở về, cuối cùng mới là Akash. Bà còn nói rằng mình có thể nhận ra người đàn ông đó. Có được manh mối mới, cảnh sát đã báo tin cho Manoha. Hôm sau, Akash lại đến nhà của Simi để dạy đàn cho con gái cô ta. Vô tình lại nhìn thấy Simi ném bà già hàng xóm xuống tầng dưới. Chứng kiến hai vụ giết người liên tiếp, Akash cảm thấy tình cảnh nguy hiểm của mình. Trở về nhà, còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Simi đã đổi tới. Cô ta mang cho Akash một số điểm tâm, còn cố tình đeo mặt nạ để kiểm tra sự phản ứng của Akash. Nhưng Akash rất bình tĩnh, không để lộ chân tướng. Nhìn thấy Simi thêm thuốc độc vào cà phê, Akash mượn cớ lấy bánh quy, cố ý đánh đổ cà phê. Simi đột nhiên lấy ra một khẩu súng và chĩa vào Akash. Đối mặt với họng súng, anh theo bản năng giơ hai tay lên. Đến lúc này, chuyện giả bộ mù của Akash hoàn toàn bại lộ.
Nhưng thật ra, khẩu súng của Simi chỉ là một khẩu súng đồ chơi mà thôi. Để sống sót, Akash vội vàng giải thích. Anh giả vờ mù chỉ để tập trung vào nghệ thuật, không muốn dính líu đến bất cứ điều gì, cũng sẽ không nói bất cứ điều gì với người khác. Anh ta cũng đã đưa ra lời khai với cảnh sát rồi. Khi Akash nghĩ rằng anh ta đã trốn thoát được một kiếp nạn, đột nhiên cảm thấy khó chịu, ngất xỉu trên mặt đất. Hóa ra, Simi đã sớm hạ độc trong bánh điểm tâm. Lúc này, Sufi đến tìm cậu bé dưới lầu nhà Akash, dùng một ít tiền tiêu vặt để cậu bé cho cô xem bằng chứng Akash giả vờ mù. Sau đó, Sufi đến nhà Akash gõ cửa trong sự tức giận. Người mở cửa là Simi đang quấn trong khăn tắm. Sufi cho rằng Akash cắm sừng mình, đau lòng rời đi. Akash sau khi tỉnh dậy, lại phát hiện mình thực sự đã trở thành một người mù. Chính Simi đã dùng thuốc khiến cho Akash bị mù. Như vậy, Akash không còn có thể chứng minh rằng anh đã chứng kiến vụ giết người. Akash gọi cho Sufi để được giúp đỡ. Nhưng Sufi đang buồn bã, không còn tin tưởng vào anh nữa. Cô nói rằng anh hãy đi xuống địa ngục đi, rồi cúp máy. Manoha cho rằng chỉ là làm mù Akash vẫn chưa đủ an toàn. Nhưng Simi không muốn giết người nữa. Hai người dần dần có bất đồng và bắt đầu cãi vã. Manoha quyết định tự tay loại bỏ Akash. Akash vùng vẫy chống cự, sau đó dùng bàn ủi điện đập liên tục vào hắn ta rồi bỏ chạy ra đường. Akash lúc này đã thực sự bị mù, bước đi khó khăn, đâm vào cột điện bên đường ngất xỉu. Khi Akash tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Người đưa anh đến là tài xế taxi và một người phụ nữ. Nhưng bọn họ không phải để cứu Akash, mà là cấu kết với bác sĩ lén lút tiêu diệt anh. Một cuộc gọi từ bác sĩ thận đã tiết lộ ý định thực sự của bọn họ. Sau đó, bác sĩ đã tiêm thuốc mê cho anh. Akash hét lên, đừng lấy thận của tôi sẽ cho anh 10 triệu. Sau đó liền ngất xỉu. Akash tỉnh dậy, phát hiện trên người mình không có vết thương. Hóa ra, thận của Akash chỉ có thể bán được giá 200.000. Vì vậy, các bác sĩ muốn xem Akash thực sự có thể cho họ 10 triệu không. Chuyển cảnh, Akash đang dạy con gái Pajamot chơi đàn thì Simi trở về. Akash đứng dậy và nói với Simi ngày mai mình sẽ đi London. Nghe vậy, Simi liền nói muốn tiễn anh một đoạn đường. Sau đó cô ta gọi cho Manoha. Hắn yêu cầu Simi hãy đưa Akash vào rừng, hắn sẽ giết Akash ở đó. Nhưng không ngờ đây là mưu kế của Akash và bác sĩ. Simi đã bị bắt cóc thay vì đưa Akash vào rừng. Ngay sau đó, Akash gọi cho vợ của Manoha. Anh nói trên tay mình có bằng chứng Manoha ngoại tình với Simi và giết người. Anh yêu cầu cô ta đưa ra 10 triệu để mua bằng chứng trong tay anh. Nếu không thì Akash sẽ liên hệ với bên truyền thông. Người vợ đối với chuyện giết người ngược lại không phản ứng. Nhưng cô ta không thể chịu đựng được việc chồng mình ngoại tình. Vì quá tức giận, cô đã bắn một phát thủng tường nhà vệ sinh. Hắn ta trốn trong phòng tắm, run rẩy và nói dối rằng đã bị Simi gài bẫy. Lúc này, trợ lý của hắn gọi và nói rằng phát hiện chiếc xe của Simi bên bờ sông. Có thể Simi đã nhảy xuống sông và tự sát. Xác chết rất có thể đã bị cá sấu trên sông ăn mất rồi. Nghe được những điều này, bà vợ của Manoha cũng đỡ tức hơn và đồng ý cho hắn ta mua lại bằng chứng. Nhưng thật ra Simi chưa chết. Cô ta bị Akash và bác sĩ bắt cóc đưa đến bệnh viện. Bác sĩ đã lấy máu của Simi để dọa cô ta. Nếu nhóm máu phù hợp, sẽ được gỡ bỏ giác mạc của cô cho Akash. Để tự bảo vệ mình, Simi nói sẽ cho bọn họ tiền, nhưng chẳng ai tin cô ta. Sau đó, nhóm của Akash giăng bẫy, từng bước dẫn dắt Simi nói ra quá trình giết Pajamot. Lần này có bằng chứng xác thực rồi. Ngày hôm sau, trước khi đến địa điểm được chỉ định để trao đổi với Manoha, Akash đã bị họ trói lại, bởi vì bọn họ muốn nuốt một mình hết số tiền. Bên này, Manoha đi vào trong một tòa nhà để gặp Saku và Moni. Chờ khi Moni đến lấy tiền, Manoha đã bắn anh ta một phát vào vai. Sau đó hắn ta vào thang máy đi tìm Saku. Lúc này, Saku được Moni cho biết Manoha đang ở trong thang máy, liền lập tức cắt điện và nhốt hắn trong thang máy. Không thể mở được cửa thang máy, Manoha đi lại một súng. Ai ngờ lại bị đạn phản ngược lại, trúng đạn mà chết. Saku chạy đến chỗ Moni, mở túi ra xem. Làm gì có tiền, toàn là giấy trắng. Bên kia, Akash và Simi đều thoát khỏi dây thừng. Akash bị Simi và dùng cây nặng đánh liên tiếp vào người. Đúng lúc này, bác sĩ tình cờ trở về. Simi lập tức lao ra đâm mạnh vào bác sĩ. Không ngờ lại bị Akash từ sau lưng ôm chặt lấy, khống chế cô ta. Bác sĩ vội vàng dùng thuốc mê làm Simi ngất xỉu. Sau đó, họ nhét Simi vào cốp xe. Lúc này, Saku gọi điện thoại đến. Bác sĩ nói rằng Akash và Simi đã trốn thoát. Chính ông cũng đang muốn chạy trốn. Sau đó, bác sĩ chở Akash và Simi đến Mumbai. Hóa ra, nhà máu của Simi là máu âm tính Rh loại B quý hiếm. Con gái của Chief cần ghép gan, nhưng nhóm máu của cô ấy lại là nhóm máu hiếm trùng với của Simi. Bọn họ sẵn sàng bỏ ra 5 triệu đô, tương đương với 60 triệu rupee. Bác sĩ đã hứa, sau khi hoàn thành việc này, ông sẽ đưa cho Akash 10 triệu để anh làm phẫu thuật cấy ghép giác mạc. 2 năm sau, tại một nơi nào đó ở châu Âu, Sophie nhìn thấy áp phích buổi trình diễn của Akash. Akash kể cho Sophie nghe về những gì đã xảy ra. Trong xe hôm đó, Akash đã liên tục thuyết phục bác sĩ để Simi đi. Nhưng bác sĩ không muốn bỏ qua cơ hội kiếm được nhiều tiền này. Đi được nửa đường, Simi thức dậy trong cốp xe. Bác sĩ xuống xe, muốn tiêm thuốc gây mê cho Simi. Kết quả là ông ta đã bị Simi giết chết
và Akad không biết ai đang lái xe vào lúc này. Ngồi trong xe, Akad vẫn liên tục xin bác sĩ hãy thả Simi ra, đừng làm những việc như vậy nữa. Nghe thấy điều này, Simi đổi ý định không giết Akad nữa, cô ta đuổi anh xuống xe. Nhưng chả được mấy chốc, cô ta lại quay đầu xe, muốn đâm chết Akad giết người diệt khẩu. Nhưng đột nhiên có một người đàn ông bóp cò súng và bắn trúng vào đường. Con thỏ sợ hãi nhảy vào kính chắn gió của xe. Simi hoảng loạn đánh tay lái và gặp tai nạn, chiếc xe lăn vài vòng sau đó phát nổ. Sau khi nghe xong, Sophie hỏi anh tại sao không lấy giấc mạc của Simi để một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Nhưng Akad chẳng đáp lời và cầm gậy rời đi. Sau khi đi ra ngoài đường, Akad lại dùng cây gậy đánh chính xác cái lon trên mặt đất. Câu chuyện này bao phần thật bao phần là giả, đạo diễn chẳng hề giải thích. Có lẽ rằng cũng chỉ có Akad là biết. Có người nói bộ phim này chẳng có ai thực sự là người tốt. Nó nói lên những mặt tối của mỗi con người. Trong câu chuyện này, tôi chỉ biết rằng nếu như câu đầu tiên bạn nói dối, thì bạn sẽ phải dùng hàng trăm, hàng vạn lời nói dối tiếp theo để che đậy nó.